em mà cho nắng nắng như thế này thì cũng nguy hiểm lắm. Trước khi vào chương trình ghi nét chuyện lạ Việt Nam, Quốc Cường rất may mắn được ban tổ chức mời đứng sân khấu để biểu diễn cho khán giả xem. Mong rằng khán giả tình cảm cho Quốc Cường được may mắn thành công, một tràng pháo tay cảm tình được ông khán giả ơi. Rất tuyệt vời, rất cảm ơn. Hãy chờ xem, hành động nhé. Action.
tôi thường nuốt hai con. Tại vì bữa nay Cường cũng mấy show rồi, nó không chui xuống, nghe mẹ đói quá, ăn không thở. Bây giờ con rắn này, Cường sẽ nuốt con rắn này, lôi con cá kèo Cường vừa nuốt. Mà nếu ngày sáng được thành công, sự quan tâm khán giả Trung Quốc, Cường được may mắn một tràng pháo thai cảm tình. Rất cảm ơn.